Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Chiếc giường đắt nhất thế giới chính là giường bệnh. Đừng cố kiếm tiền chỉ để mua nó. 1. Đừng dành dụm cả đời chỉ để tiêu cho chiếc giường bệnh. Cả một đời người được ví như là một trận bóng. Nửa hiệp trước là học hành, quyền lực, tiền tài, danh vọng, thành tích, tăng lương, tiến chức. Còn nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi. Cả một đời tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai, công sức, trí não bỏ ra để phấn đấu vì một tương lai sáng lạn, no đủ. Không thua kém bè bạn, để gia đình được ngẩng cao mặt với họ hàng, làng xóm. Nhưng từng ấy thời gian đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp, cũng là từng ấy thời gian sức khỏe hao mòn, bị vắt kiệt như một chiếc rẻ lau bảng khô khốc, nhàu nhĩ, sơ xác. Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng so với cả quãng dài cuộc đời thì quãng dài tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 thôi. Phải nói, tuổi trẻ ngắn thật, quay đi quay lại cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Vậy nên, nhiều người cứ quan niệm còn trẻ còn khỏe, phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc mà quên rằng 3/4 quãng thời gian sau mình lại cần nhiều sức khỏe hơn cả để làm những việc lớn hơn. 2. Không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Bỏ ra 5 triệu đồng một lần đi khám bệnh tổng quát mỗi tháng còn hơn đi vay mượn một lúc 500 triệu để chữa ung thư giai đoạn cuối. Không khát cũng phải uống nước, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, bận mấy cũng phải rèn luyện. Đừng viện cớ phải làm vì đam mê, phải làm vì tương lai, phải làm vì không tiền làm sao mai sống. Hãy đặt sức khỏe làm ưu tiên hàng đầu. Một bộ quần áo giá 1 triệu, tờ phiếu nhỏ có thể chứng minh. Một chiếc xe giá 1 tỷ, hóa đơn có thể chứng minh. Một căn nhà giá 3 tỷ, hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng rốt cuộc một con người trị giá bao nhiêu tiền? Chỉ có sức khỏe mới có thể chứng minh được. Hãy nhớ, sức khỏe chính là bảo hiểm của bạn. Đừng mang máy tính ra tính rằng bạn đã tiêu hao bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này, bạn nhất định phải có một món tiền phải tiêu, hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Lựa chọn món nào là quyền của bạn. Có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ còn là di sản mà thôi. Không coi trọng sức khỏe, dùng sức khỏe như dùng một con trâu để đi cày, rồi đến một ngày sẽ phải ngỡ ngàng vì không biết phải tìm sức khỏe ở đâu. Nên nhớ, một khi mất đi sức khỏe là mất tất cả. Sức khỏe mất đi không giống như khi bát cơm hết lại đầy, cũng chẳng giống như cốc nước vơi lại tràn. Người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe quý hơn vàng. Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc sức khỏe, còn sức khỏe thì do cách sống quyết định. 3. Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Đầu tư vào sức khỏe chính là một trong số những món đầu tư có lợi nhất. Bỏ tiền, bỏ thời gian để tập thể dục, ăn uống 3 bữa một ngày, đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ, đồng thời tránh xa những thói xấu hại sức khỏe. Trên thế giới này, có thể có người lái xe thay bạn, có thể có người kiếm tiền thay bạn, nhưng không có ai tình nguyện mắc bệnh thay bạn đâu. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại, nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy, đó chính là sức khỏe. 4. Đừng cật lực làm chỉ để có ngôi mộ đẹp. Sức khỏe thật sự rất quan trọng. Đứng trước ranh giới của sự sống và chết chóc, các bạn sẽ phát hiện bất kỳ những lần tăng ca nào, một thời gian dài thức đêm, đó chính là đồng nghĩa với tự sát, gia tăng áp lực nặng nề cho chính mình. Hay mua nhà lầu, thầu xe hơi, tất cả thứ đó bỗng trở nên thật phù phiếm biết bao. Nếu như có thời gian, hãy ở bên con bạn thật nhiều, dành số tiền tích góp tậu xe để mua tặng đôi giày cho cha mẹ. Đừng quá thật lực làm việc để đổi lấy một căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp hay những thứ xa hoa nào khác.
bởi chỉ cần phải được ở cạnh người mình yêu, mặc dù ở một nơi nhỏ như vỏ ốc cũng cảm nhận thấy êm ấm, yên bình. Nắm chắc lấy những thứ hiện tại, yêu thương bảo đảm an toàn cơ thể của chính mình. Chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng khiến cuộc sống tương lai của chính mình sống trong vũng lầy của sự hối tiếc. Giá trị của tiền bạc nằm ở cách sử dụng. Vị ngon của cà phê cũng ngon ở nhiệt độ của chính nó. Chúng ta chẳng khi nào dự đoán được trước tương lai. Nói không chừng, một ngày nào đó bạn bỗng nhiên rời khỏi thế giới này, để lại cuộc đời rất rất nhiều những việc vẫn dang dở, có đầy ắp cơ hội lại chẳng kịp hoàn thành. Cách duy nhất để điều đó không khi nào xảy ra, đó chính là sống trọn vẹn những ngày bạn đang sống, để mỗi phút giây trôi qua chẳng khi nào mang tên tiếc nuối. Học cách trân trọng những năm tháng còn tồn tại trên cõi đời này, ăn những thứ mình thích ăn, làm những việc bản thân muốn làm, xem những thứ bản thân mình muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua là mỗi một ngày đáng sống theo cách riêng của nó. Steve Jobs cũng đã nói về sức khỏe những ngày cuối đời. Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn. Vật chất bị mất có thể được tìm thấy, nhưng có một điều mà không bao giờ có thể tìm thấy được khi nó bị mất: cuộc đời bạn. Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc, cuốn sách sức khỏe của cuộc sống đã ban. Tiếp theo là lời Phật dạy về việc tích đức, không cần ai thấy, hành thiện tự có trời biết. Điều đáng sợ của hành động làm ác không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết. Điều đáng khen của hành động lương thiện không nằm ở lời khen của người khác, mà là nằm ở sự an vui của chính mình. Yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là học cách dùng đôi mắt hoàn hảo để ngắm nhìn một người không hoàn hảo. Tích đức không cần người khác thấy, hành thiện tự có trời biết. Người làm việc thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã đi xa. Người làm việc ác, họa tuy chưa đến, phúc đã đi xa. Người làm việc tốt giống như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng thành, lâu ngày sinh sôi. Người làm việc ác giống như đá mài dao, không thấy hao tổn, lâu ngày mới mòn. Phúc họa vô môn, luôn tại tâm. Ý nói, phúc và họa không có cửa để chúng ta đi vào nó, mà nó được hình thành qua suy nghĩ tốt hoặc xấu trong tâm chúng ta. Điều đáng sợ của hành động làm ác không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết. Điều đáng khen của hành động lương thiện không nằm ở lời khen của người khác, mà là nằm ở sự an vui của chính mình. Đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu đau khổ, có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu niềm vui. Đau khổ và niềm vui đều là sự phóng chiếu của tâm linh, giống như trong gương có cái gì là do sự vật đứng trước gương quyết định. Trong lòng không buông bỏ được, tự nhiên sẽ thành gánh nặng. Gánh nặng càng nhiều, đời người càng không vui. Tâm toan tính giống như cái túi quần, tâm khoan dung giống như cái phễu. Tâm phức tạp thích toan tính, tâm đơn giản dễ vui vẻ. Biết khoan dung, con đường đời mới có thể càng đi càng rộng. Oán hận là một ly rượu độc, cái bị giết chết là niềm vui của chính mình. Dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Vậy chi bằng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vui vẻ với cuộc đời của mình. Không khoan thứ cho người khác thật ra là đang không bỏ qua với chính mình. Tấm lòng của một người có thể dung chứa được bao nhiêu người thì có thể thắng được bấy nhiêu lòng người. Tấm lòng rộng mở mới có thể thành tựu sự nghiệp, mới có đời người yên bình và vui tươi. Tâm rộng lớn thì tất cả mọi chuyện đều nhỏ hết. Chuyện lớn, chuyện khó, xem cách đảm đương. Nghịch cảnh, thuận cảnh, xem tấm lòng. Là vui hay giận, xem tu tính. Có mất, có được, xem trí tuệ. Là thành, là bại, xem kiên trì. Mọi chuyện thuận theo tự nhiên, vạn sự xử trí an nhiên. Lúc đắc ý điểm nhiên, lúc thất ý thản nhiên. Gian nan trắc trở xem như tất nhiên. Trải nghiệm hết vô thường mới ngộ ra. Uống loại trà thanh khiết, ngậm cái miệng thị phi, kết giao bạn ngộ đạo. Tình yêu đích thực là chấp nhận, không phải chịu đựng, là ủng hộ,
không phải chi phối, là hỏi thăm, không phải chất vấn. Tình yêu đích thực phải cảm ơn cũng phải xin lỗi, phải ân cần cũng phải thông cảm, phải nhận lỗi cũng phải sửa lỗi. Tình yêu đích thực không phải nghi ngờ lẫn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Thật ra, yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là phải học cách dùng đôi mắt hoàn hảo để ngắm nhìn một người không hoàn hảo. Phần cuối video hôm nay xin được dành lời cảm ơn cho các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.